chào tất cả mọi người, mình là Vami. Mình là Bao Mập. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay các game này sẽ quay trở lại với Piggy Chapter 5 Silver. Và trong Chapter 4 thì hôm trước là sau khi mà trốn thoát ra khỏi cái căn cứ của cái khu an toàn của bên mình á, thì cái bên mà cái bọn mà bắt cóc Zizi á là nó qua bên này, nó bắt hết cả đám bỏ vô tù. Đó, thì bây giờ là cái Chapter 5 này là sẽ trốn thoát ra khỏi chỗ đó. Ê, player nha, để coi bây giờ là... Thôi, con không làm đâu, con né ra trước. cũng nữa. Không, con né rồi, tao né rồi, tao né rồi. Nãy mình mới được làm nên là mình sẽ không được làm nữa các bạn. Nó out vote rồi. Tao out vote rồi, con đâu có ngu đi vô. rồi, vô lại đi. Rồi, ok. Nó vote xong rồi. Ai làm vậy? Rồi, thanh niên oh, làm. My god. Oh không my god. Không biết nó có chạy nhanh không ta? Tại thanh niên nó hồi nãy là làm nhân vật là chạy chậm lắm á. Đó, đang bị bắt trong cầu nè, sau đó là có con đứa đạp đó, lên đó, nó đạp. Nó này, chúng ta cần phải trốn xuống lên. Đây thôi. Hai ngựa vàng con à? Ờ, đúng rồi, hai ngựa vàng con á. Rồi, chui xuống nè. Tôi sẽ đi, mọi người nên nghỉ ngơi ở đây đi. Đúng không vậy? Không, ta thấy gùa là bảo vệ mà ta à, thì sao cũng được. Nói chung cứ trốn chỗ này được rồi, còn tiếng Anh tiếng em bỏ qua bên đi. Quỷ bảo nó chọc đầu rồi bé ơi. Ê, hả? Con lại có quỷ bảo chọc đầu. Đâu? Lắc nữa hả? Có đâu bà, tao thấy nó có tóc mà. Tao thấy nó có tóc mà. Bên tao cũng có tóc nữa, có mình mày lắc rồi và mày. Vậy là quỷ bảo bị mất cạo, nó mới cạo đầu rồi nó cạo luôn chòm râu để nó gọi là thanh xuân hóa nè. Nà ní. Mày bám theo tao hả? Ê, Bích Ghi dậy rồi kìa ba, Bích Ghi dậy rồi kìa, coi chừng chết. Ôi, đi theo đây. Bích ghi đó đó hả? Ừ, Bích ghi mà nói là bây giờ ta sẽ... Rồi, chìa khóa màu xanh lá cây đứa nào cầm? À đây, con thấy rồi. Úi trời ơi, con mở. Con có chìa khóa màu xanh lá cây rồi nha. Cửa đây nè. Rồi, mở rồi. Xanh lá cây nhiều chỗ lắm. Ở đây nó có một cái máy gì nè. Ôi, Bích ghi. Á, con cầm dán nè, con cầm dán rồi nè. Đứa nào có chìa khóa màu cam không? Chìa khóa màu cam. Bên kia, Bảo ơi. Đây Bảo ơi, nó đi bên kia rồi. Chìa khóa màu cam, ai có PM? Mày làm lẹ gì? Ừ, phải làm nhanh gọn lẹ mới win được chứ. Nó lút đồ đúng nhanh luôn các bạn. Ờ, cảm giác nãy giờ. À, màu cam có đứa mở luôn rồi. Vãi nồi, màu xanh nhợt nè. Thì ra là cái tóc chứ là cái râu của con Bảo nó nằm ở ngay chỗ hồi nãy nó xì bo ra lụ lại các bạn coi nè. Gì ghê đáng sợ vãi nồi. Thề luôn á, cái râu, cái người ta nói thường răng, thường cái người ta thường nói là cái góc cái râu là góc con người, quỷ Bảo Mập nó bay cầm lum hết. Đây nè, cho các bạn coi nè, đó, chậm râu với lại cái tóc con quỷ Bảo Mập. Á, nhìn đúng tục luôn. Ê, trong này có cần này. Ủa sao không ai cho con quỷ đó nó ăn cần rồi, ok cho ăn rồi hả? Ngon lành. Đây có nhũa cam ai lụm gì vậy? Lấy rồi, có người xài rồi. À, rồi, để tao lấy miếng cần lại. Cái xanh này là phải để coi. Bánh răng, con đang cần bánh răng. Bánh răng ê, cần cho ăn vậy, cần cho con sọc vàng nó ăn đúng không? Đúng rồi, cái con mà mới đi đập á, bánh răng. Ôi, một cái bánh răng được xài rồi, còn một cái bánh răng nữa. Đây nè, bánh răng ở đây nè. Em ơi, đi đâu vậy? Chưa mà. Có đứa nào qua đây không? Còn một cái bánh răng ở đây nè. Tao đang đứng ngay chỗ lắp bánh răng á. Đâu, mày phải đi lấy bánh răng mày mới lắp được ông nội. Thì tao nghe mày la làng lắm, bánh răng ở đây nè, tao tưởng có đứa lấy rồi. Chưa, ba mi đây nè. Đó, hay đâu chưa đâu. Cần cái gì đó mà hạ nước xuống nè, dưới đây quá trời nước luôn. Thì đúng rồi, tao nói rồi, tao cần cái bánh răng nữa. Đó, gắn cái bánh răng này vô nữa là coi như là nó. Đó, ba mi, gắn bánh răng vô ba mi ơi. Ủa, nó đâu nữa rồi. Tính ra tao chưa lụm bánh răng luôn á ba. Đâu, Phong. Rồi. Sao mày lụm lâu vậy mẹ? Trắng, ủ màu trắng nè. Ê, nó tới rồi. Vô. Bảo mập đi xuống dưới luôn, Bảo mập ơi đi xuống dưới luôn. Tao mở xong rồi đó, chạy đi. Rồi xuống luôn, Bảo mập ơi, xuống mở luôn nè. Vô. Đấy. Phải như thế. Ủa này nó không vô đi tắt luôn, tức ghê. Yeah, đã mở được cái cần hầm này rồi. Vãi rồi. Mở đèn lên bay. Win nhanh gọn lẹ không nói nhiều. Ở dưới này chấm không vậy, không có ai vậy. Ờ đúng rồi. Ê, có chìa khóa màu tím, tao lấy chìa khóa màu tím. Bảo mập lấy cái covid đi, Bảo mập covid cần á. Ờ, tao lấy cái covid rồi nha. Rồi, ok, cũng được. Ê, trời ơi, nó quay lại rồi. Còn bây giờ con nó cười con một con heo, nó biến thành một con cá sấu rồi. Ôi ghê vậy. Ghê mẹ ơi. Coi kìa cái mỏ đó kìa. Sao cá sấu kìa, như nó giết tao là sao? Ủa, cái cá sấu nhìn ghê quá các bạn, nó bự. Để mình lên mình cho các bạn coi cá sấu nha. Thôi bà, đừng có lên, chết đó, đừng đùa. Coi kìa nó chết chứ mày, con mình chết, mình nói vậy thôi. Ui trời ơi, sao con cá sấu này nó dí dai dữ vậy?
Ê có ai có ai dụ con cá sấu đi 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 chỗ khác không vậy? Tính ra câu hỏi đó không ai muốn trả lời luôn á. Nó tới kìa, nó tới kìa, cá sấu tới kìa. Ừ nó vẫn giết tao. Nó không làm ăn được gì hết. Bỏ tao chạy luôn nè. Bực bội ghê á, bực cái thằng cá sấu này ghê luôn á. Mày đang dưới phải không? Rồi, tao mở được rồi, Mở cái gì rồi? Tao mở được chìa khóa màu màu này màu gì? À tao lấy được chìa khóa màu đỏ rồi, À, con gái này nó mới hút cần xong. Lên đi con, đúng rồi. Đúng rồi, cố lên, bấm up coi chân chết, Rồi vô bấm up đi, vô. Ê, cà lê. Rồi, xong. Cái gì vậy bấm up? Cá sấu mà sao nó đi ngang qua cá sấu, nó lướt ngang qua đời luôn vậy? Ủa cái Covid đâu rồi, bảo mập ơi, Covid bảo mập ơ. Covid và mi cầm và mi nó chết rồi. Quái nồi thật chứ, cái con nó đánh cá sấu kiểu gì mà để cá sấu đi ngang qua nó hốt tao luôn, lũ đạn đó. Mày cho nó ăn chưa vậy mẹ? Ăn rồi, con nó dí theo tao chạy thôi, cách xa nó 3 mét luôn chứ bộ. Ủa vậy, vậy sao cá sấu nó không xỉu trời? Nó đi xiên qua con heo luôn, nó đập tao xong rồi nó mới xỉu. Trời đất ơi. Và bảo mập ơi, con có cái Covid rồi. Mày không? Ừ, mày xì bỏ đầu ra. Mày lấy cái chìa khóa màu vàng đi, Đang tìm. Hỏi luôn đi, chắc con nghĩ có người lấy rồi đó. Hỏi luôn đi ba mập, hỏi luôn đi, con nghĩ là chắc có người lấy rồi đó. Rồi, xong, còn thiếu cái chìa khóa màu trắng nữa. Ê. Ôi trời ơi, hết hồn. Ủa vậy là cái con cá sấu này là người hả? Tao không nghĩ là người đâu, nãy là người rồi, nó ao ra mới thành boss chứ. Vậy sao con cá sấu này nó khôn dữ vậy ta? Lũ đảng nó đi xuyên qua con kia luôn, tức ghê. Ôi vậy lỗi rồi. Có thể cao. Bái nồi, chơi vậy chơi lại. Làm heo nãy ao rồi, vậy cá sấu là auto các bạn. Đúng rồi, vậy cá sấu là auto rồi. Cá auto nó dí gì ghê quá. Trời ơi, cái con cầm cần nó cũng cầm cần chậm, nó tức ghê, nó cầm cây mà nó cũng đập chậm. Ủa, chết. Ủa, không ai có chìa khóa màu vàng luôn hả? Cái con này cầm cái chổi làm gì, để giờ cứ đứng cầm cái chổi vậy. Ủa, vậy là có người mở rồi. À đúng rồi, có người mở rồi. Nè, cầm chổi này nè. Ủa sao con này nó lỗi rồi? Con ngựa dằn nó cầm giỏi rồi. Còn con đầu chọc đang đi. Ủa vậy là mình còn thiếu gì nữa không? Hình như hết rồi phải không? Hết rồi, ở đây còn gì đâu. Nếu mà quẹ qua thì thông được kia rồi. Ủa? Ủa? Cần có xúc tiến gì không? À hình như là phải leo lên trên đầu nó đúng không? Ủa đâu phải. Càng gì nãy nó không đập nghe xấu mà nó cầm cây đi vòng vòng hoài là nó chết, tức ghê. Nó xách giá tôi chạy theo tôi kêu con cái xấu chết. Tất gì tầm này nữa, khổ thiệt chứ. À là do mày hóng mày chết gì? Thôi nhiều chuyện chết. Chết gì cái gì chuyện. Đi đi con, nó quýnh cái xấu nè ba mập. Mày thế không đi hóng theo. Úi dồi ôi. Ủa. Ê con kia nó hoạt động rồi, ba mập ơi. Trời ơi. 3600 năm nó hoạt động lần. Ôi, nó hoạt động, nó rớt chìa khóa rồi. Tao xuống liền. Chết đi kìa. Ui, hết hồn. Ô, tao lấy được chìa khóa rồi, bà ơi, lên. Ủa, giờ lên lại hả? Ừ, lên, tao lấy được chìa khóa rồi. Ủa? Win. Tôi tưởng nó chết chung với tao. Cá sấu theo tao rồi. Trời ơi, vậy là có mỗi ba mình chết oan. Trời ơi. Ê, cái cửa trắng nằm đâu tao quên rồi. Tao cũng đang đi tìm nè, tao cũng quên mất rồi nè. À rồi, tao thấy rồi, bà mập ơi. Ở đâu, tầng nào? Lên, mày đang đâu vậy? Lên lầu. Đúng rồi, lên trên á, đây, vô. Tao mới nghe cá sấu đấm mày. Yeah. Mọi người đi trước đi. À bạn đi trước đi, tôi và G sẽ quay trở lại nơi an toàn này và lấy một số đồ gì đó. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Hãy ở lại bảo trọng. À, gặp tôi ở bên ngoài nhé khi mà bạn quay lại. À. Dịch dễ ra, dịch đúng luôn ta. Ghê. Ủa cứu được rồi nè. Đi thôi mọi người, đi thôi, đi. À, chúng ta lộn, G và Juji đâu rồi? Họ sẽ gặp chúng ta ở ngoài, bây giờ chúng ta cần phải đi ngay lập tức. Ôi,
Trời ơi, có đó, cái thằng này là cái thằng đồng bọn của bên bên kia nè. Trời vãi nồi, nó phóng dao cơ. Ủa có phóng không vậy? Ủa không có hả? Mới cầm chơi thôi chưa phóng. Nó khè, vãi nồi thanh niên. Tính quăng rồi mà thôi. Bỏ cái con hổ ngu, cái con hổ vô dụng này. Oh my god, nó không chơi dao nữa, nó bóc súng ra nó bắn luôn kìa. Không nhìn hiên hổ nó chắc chắn mốt mốt. Trời nó bắn liền mày ơi. Trời. Đạn nó bắn xong 5 giây sau con hươu con cổ nó mới né. Nó lộn nó mới nhảy ra. Vậy cũng dính được hay thiệt chứ. Hãy đưa anh ấy ra khỏi chỗ này thôi. Ôi mệt mỏi rồi. Dịch tiếp đi. Tao mệt mỏi vì chạy rồi nên đâm ra là giải quyết chuyện này luôn đi. Tao hài lòng chuyện đó. Yeah, ok, vậy là trong chapter sau là coi như là mình với thằng kia là sẽ song đấu lẫn nhau đấy. Ghê không? Rồi vô ba mi ơi, Để coi giờ ai làm đây, Bây giờ tao đứng luôn nè, Giờ nó muốn làm rồi đúng không? Giờ nó muốn làm rồi. À không, càng vẫn không muốn làm đâu. Anh em Mao là tôi biết nó muốn làm rồi. Không, thật sự cậu không muốn làm. Hả? Cậu đó. Đó. Ê nó vẫn còn hiệu nghiệm mày. Nó vẫn còn hiệu nghiệm thế nó mới hay chứ. Tình. Quá hoàn hảo rồi. Vừa thoát ra xong cái tí nữa làm nó đánh cho team một cú quánh bồm đầu. Không, tao mới mua cái bẫy mới, tao mới mua cái bẫy cây lê bọt á, nên là coi bay cẩn thận nha. Nên là mày nghe hồi nãy nó kêu nó không muốn làm là mày hiểu rồi gì. Tao đứng đây luôn nè, đó, tao đứng đây luôn nè. Bảo ơi, chậm râu với chậm tóc của mày vẫn còn nằm trên đó Bảo ơi. Ủa có luôn. Tụi bay vô Discord đi, tao có gửi hình cho tụi bay coi đó. Tao chỉ cần bộ tóc để tao ăn Tết rồi đó. Thôi, cạo đầu đi cho nó sạch sẽ. Bay cái bộ râu kìa mọi người, gớm chết được. Thầy. Tao kỳ vậy. Ủa chứ mày cũng thấy chậm râu có mập luôn hả? Thấy, không, tao thấy cái hình của mày thôi chứ còn Bảo Mập tao vẫn thấy nó mang đầy đủ trên người. Hello. Oh yeah, tách ra nha. Nó cứ làm con sói. Hey, một đứa về thành dưỡng sức. Trời ơi, nhanh, nó gọn, nó lẹ gì đâu á. Hai kia nó làm riết mình ớn nó ghê luôn. Win trong vòng trong vòng mấy nốt nhạc ta, để suy nghĩ coi. Mọi người thử nghĩ coi bây giờ Kia sẽ win trong vòng mấy nốt nhạc coi. Hồi nãy mày kêu mày không muốn làm mà tự nhiên giờ mày muốn win là sao? Ủa thì tao nói là tao không muốn làm nhưng mà game nó bắt tao làm, khổ không? Gì mà tao không muốn làm đâu, rồi xong rồi cái gì tao sẽ viết trong vòng mấy nốt nhạc, rồi cái gì tao mới mua bẫy mới các kiểu đồ không giống nhau luôn á, lời nói với hành động. Giận dữ xây dựng hả? Ôi trời ơi, mém nữa là một thanh niên này chết rồi. Trời ơi. Bảo. Xong rồi nè. Ủa xong luôn rồi hả? Cái gì xong ghê vậy? Mày biết ơi à, thanh niên này toan rồi. Thanh niên này toan rồi. Bây giờ em muốn cái gì? Ây da, tao không đứa nào cho nó con này nó ăn cỏ vậy. Hay lắm, thiếu cái đó mà ơi, thiếu cái đó đó. Trời ơi, mém nữa là con cho thanh niên này về thành dưỡng sức rồi, thiệt tình chứ. Lấy cái này hồi sớm, Ừ, đấy đang kiếm cái đó mà không biết cái đó nằm đâu. Tụi bay cố gắng trốn đi nha. Tao đi truy sát từng thằng đó. Đó, ừ, Bảo Mập lì lì nè, tao sắp hết 20 giây nè, mày lì nè. Hả? Mày lì không? Mở chưa? Chưa hả? Trời ơi. Chưa. Mày đang cầm cái đó đó, nó gần cái chỗ đó luôn á, Bảo Mập. Ủa cái gì vậy ta? Nó đang cầm cái gì mà gần cái chỗ đó ta? Cái mày đang cầm á, Bảo Mập. Nó cầm cái gì vậy? Đấy đó rồi, nó nằm bên đây luôn nè, nhưng mà thường là nó nằm đây nè. À vậy hả? Ừ. Nhưng mà giờ không biết có chưa, không biết có ai lấy chưa ta? Không, ở dưới là không phải. Trời ơi, có đứa xài cấm dán luôn rồi, đậu phộng. Nhanh dữ vậy trời. Nhanh quá em ơi, từ em ơi. Đi trước này trời, đi làm đi lên, đi. Đậu phộng, đi nào cho nó ăn cỏ nữa vậy trời. Hay lắm. Có cái cỏ thôi mà sao bắt ăn hoài vậy? Tại tao đang cầm này, tao đứng vị trí này. Sao số của tôi sao á? Hiền quá cũng không được mà ác quá cũng không được. Chắc hiền. Thì tao hiền mà.
Đó, 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 đó. Ổn chưa, ổn chưa, chợ nó ổn chưa? Chợ nó ổn rồi, bị lấy hết rồi. Rồi. Ủa, và mì đâu rồi, ta mới thấy và mì nó chui vô đây mà. Ui, lắc đứng máy luôn rồi, lũ đạn. Oh man, rồi. Ta mới hù và mì xong luôn. Bên tao nó vừa hù cái đứng máy luôn mày. Hù hiệu quả lắm, máy nó cũng luôn á. Tao mới hù đó, cái nó đứng, nó lắc cả thế đứng một chỗ luôn, hết hồn luôn á chứ. Nhanh nào, đang đứng chờ. Nó đâu rồi, nó đâu rồi. Không biết, đang đứng chờ rồi. Ủa, nước chưa mở xong nữa hả, cậu tưởng tụi bay mà mở nước. Trời ơi đất ơi, sáu mất hết 60 giây cuộc đời của tao rồi đó. Nữa hả, hạnh phúc vậy. Quýnh đúng 3 lần luôn. Thứ gì á. Rồi, I'm coming. Mấy thanh niên này được lắm, được đó. Lắm. Đó chưa mở, mở chưa. Chưa, chưa, nước chưa rút, nước chưa rút. Trời, lũ đạn sao không ai cầm. Trời ơi, cái cây đó nãy tao thấy lấy hết rồi mà. Ủa vậy là mới mở có một bên thôi hả? Đứa nào nó chơi nó không làm bước 1 mà nó đi lụm bước 2, tao tức ghê. Vai, cái cất. Ê, ở đây có cái bánh răng chưa mở nè ba. Nó đang đứng đó. Ê, đó, em này là cái đứa mà hồi nãy là đưa cần cho cái con nhỏ kia nó hút, làm nó quýnh tôi, trời ơi. Nó đứng cạnh đó luôn rồi. Mập ơi, mập ơi. Cái gì? Đây nè, có một em nè, có một em nè, em nè, em nè, à, em nè, em nè, coi em nè. Hả? Ủa sao chơi quẹo đây rồi, kỳ vậy? Đó, em nè, em nè, em nè, em nè. Ơ, chết bao mầm nè, chết bao mầm nè, chết bao mầm nè. Chết bao mầm, chết bao mầm. Dạo này em nó hay. Em nè, em này nè, chết chưa? Lại chết rồi. Chưa có ai mở được hết chưa. À đâu rồi, rồi mở được rồi, mở được rồi. Rồi mà bơi rồi. Trời rồi, ơi. Rồi, tao làm xong rồi. Em ơi, trời ơi, em đi ngang qua coi như một vị thần luôn. Vãi nồi. Chết. Có gì không Bảo ơi, có gì không cầm theo Bảo ơi. What? Xong rồi, mở mở dưới à, rồi. Ok, I'm coming. Lắc, hả trời, lắc đó. Cái này như lắc á. Lắc nặng luôn á. Được, không được rồi, lúc này mình phải. Ê, chết hết chưa, còn hai con bay. Ê, còn hai con bay thôi hả? Nữa. Ủa, sao nó né được con rồi? Con này nó có ăn đâu mà né ba. Ba thấy nó di chuyển. À. Tao hiểu tại sao hồi nãy cái con quỷ kia nó không nó mở không được rồi, biết là sao không? Tại vì phải có hai con nó mới được mở. Trời ơi thiệt luôn á. Phải có đúng hai con nó mới cho nha, chứ một con nó không cho đâu. Động không có gì đó, đừng đứng đó nữa. Chết bảo mập rồi, chết bảo mập rồi, chết bảo mập. Chết bảo mập rồi, chết bảo mập rồi, chết bảo mập rồi, chết bảo mập rồi. Kia kia, lâu lâu thấy làm một người dân lương thiện ở trong Bích Ghi nào kia. Vậy hả? Vậy là tao phải làm công dân lương thiện phải không? À quên, tao phải đi giải nghiệp chứ đúng không? Ừ, cuối năm à, đúng rồi. Đó, nó đi giải nghiệp mới đó các bạn thấy không? Nó thấy nó đi giải nghiệp chưa? Lũ đạn đó chứ. Anh đi giải nghiệp nha. Hồi nãy giờ tao dắt nó thành công rồi. Dắt cái gì? Tao có giết mày đâu mà dắt, khổ quá. Nè, mở đi, cái đứa nó có làm người tốt rồi mà, có làm việc thiện mà, mở đi. Màu đỏ hả? Ừ, mở đi. Mày chắc không? Chắc. Để tao quay phim lại đây sẽ là nhân chứng là Kia nó nói thiệt, nó nói nè, chơi các bạn. Nè, coi nè. Đó, nè, thấy chưa, con nhảy nè, đó, không có làm gì đâu, thấy chưa? Đó, vậy thôi chứ. Mày nhảy luôn nha. Rồi, đi đi. Có tôi biết ngoài đó kia đó hả? Đủ, nãy nó đặt bẫy ngay chỗ kia luôn rồi mày. Cái bẫy này là cái bẫy cây lê bò của tao, chứ không phải là của mày. Mày xài không có được đâu, khỏi lo. À, hiểu rồi, nó chơi bẫy tay đe bọt, các bạn thấy nó chơi dơ không? Vừa mở cửa xong rồi nó tay đe bọt các bạn. À, âm mưu ghê lắm. Đã nói là tao là người tốt rồi, khỏi lo, dáng này tụi bay sẽ win rồi. Mọi người nhớ nha, mọi người coi nha, Kia là lương thiện nha, Kia lương thiện, rồi. Chưa, cái này chưa. Nó đứng vậy là có, nó đứng vậy là rớt rồi đó ba. Chổi. Ủa, có rớt chổi nữa hả? À, hiểu rồi, dẫn rồi đó vô kia mập ơi. Còn có mười mấy giây thôi nha, sắp hết giờ rồi đó. Thôi hết giờ mẹ ơi. Chịu. Rồi, tao biết cái chổi đâu rồi. Trời ơi, nãy giờ chưa đưa cái chổi nè mẹ. Trời ơi. Harry Potter ơi, sao mà kịp? No. Cạn lời hai cái bay luôn á. Thầy. Giờ tao nói cái chổi nè. Trời ơi, nó leo lên, nó thọt kỹ. Trời ơi là trời.
Thì cậu nó nằm ở trong chìa khóa vàng mà nãy giờ, thiệt tình luôn. Ông mở rồi ông không chịu. Tôi hiền cái mức, tôi hiền cái mức đó mà tôi vẫn còn quên nữa không, mọi người thấy không? Tôi hết nghiệp rồi đó. Ngay chỗ đó tôi tưởng nó lấy chìa khóa trắng, ai ngờ đâu tôi xuống tôi lụm được chìa khóa vàng mà tôi không biết nó mở hay chưa. Trời ơi, tôi hơi có giải hết nghiệp rồi nha mọi người. Tôi giải hết nghiệp rồi đó. Rồi. Ok các bạn, thì ba đứa mình xin chào ra. Thì các bạn thích video này nhớ lại cho ba đứa mình một like, một share, nhớ subscribe channel của ba đứa mình để nhận thêm nhiều video mới nghe các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye, bye.